Chào mừng bạn đến với Chapel Hill John C. Hall. Tên mình là Trình, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh và mình tốt nghiệp năm 2016 tại Chapel Hill John C. Hall. Trường nằm cách thành phố Boston 20 phút, với khuôn viên 40 hecta thì trường là có nhiều hoạt động bên ngoài trời và cũng đủ gần thành phố để chúng ta có thể làm những hoạt động trong thành phố. Với những lớp học có tương đối ít học sinh, học sinh và giáo viên có thể giao tiếp một cách rất bình thường và giống như ở trên đại học. Thì ngoài những việc học ra thì trường còn cho học sinh những lựa chọn trong thể thao hoặc là âm nhạc hoặc là biểu diễn kịch. Môi trường nội trú của trường rất tốt. Các học sinh thường có thể chia sẻ và hòa đồng với nhau trong khuôn viên của trường. Các người giám hộ thường là những giáo viên, họ có thể hỗ trợ các học sinh trong môi trường ăn uống hoặc là những việc khúc mắc trong học tập. Ngoài ra, căng tin của trường có nhiều dạng đồ ăn rất phong phú và các học sinh sẽ không sợ bị như là lạ miệng. Ngoài ra, trường có cuối tuần thì trường thường thường có những hoạt động cho các học sinh ở lại và có thể là gym mở hoặc là có thể đưa vô Boston hoặc là đi những trung tâm mua sắm. How's Merrimack, dude? Good. Đối với mình, trường Chapel Hill John C. Hall luôn luôn là một ngôi nhà. Mình đã tốt nghiệp cách đây 2 năm nhưng luôn luôn mình muốn quay trở lại vì mọi người ở đây như một gia đình vậy. Ngoài ra, trường có những bước học tập hoặc là với lại chuẩn bị cho mình cho môi trường đại học. Và đó là một điều rất quan trọng bởi vì trên đại học thì thường thường mọi người sẽ bị lạ. Nhưng sau khi học ở đây, mình đã có một chút kinh nghiệm và mình đã có thể chuẩn bị tốt hơn cho đại học.